thành tựu Phật đạo như cô. Giờ phút này tất cả chư huynh đệ đồng tỉnh giúp cô bằng câu Phật hiệu, và cô nắm chặt một câu A Di Đà Phật và nhất tâm chí thành để Đức Phật A Di Đà đưa cô về Tây Phương Cực Lạc thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử. Tất cả thành kính đồng nhất tâm niệm Phật để tiễn biệt cô lần cuối cùng. A Di Đà Phật. Buông bỏ các cái nghi, rời xa tạp tưởng, như những sâu sắc một con một Phật. Khi còn đang tu hành thì quý vị nghe nên đệ nhất là như là bố tám đồng nữ á, như 18 thì sao? Khi chúng tôi thành Phật rồi, quý tâm tâm mọi thứ, trí tâm tương đương. Biệt luôn, nó khác với mọi viên khác là nó có lỗ luôn nè. A Di Đà Phật. Đây đây mọi người thấy không, nó có lỗ rõ ràng trên này nè. Viên này là viên màu xanh á, ở từ trong cái cho cốt của bà cô đó. A Di Đà Phật. 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 Cái viên này cực kỳ nhỏ luôn, nhưng mà nó có một cái lỗ để cho mình sọ chuỗi. Đây, con bỏ trên tay mọi người xem này, nó rất là nhỏ luôn. Nhưng mà khi mà mình bỏ cái sau cái dây vào mình sọ thì nó có một cái lỗ để mình sọ qua. A Di Đà Phật. Đó mọi người nhìn thấy không? Đó, một cái viên cực kỳ nhỏ nè mà mình có thể sọ qua được. Đó, A Di Đà Phật. Đây, còn một viên này là cực kỳ là đẹp luôn các quý vị ơi. Vừa trong suốt luôn mà vừa có lỗ, hình giống như là viên kim cương luôn vậy đó.